Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh An Thái Auto. Đây, trước mặt các bạn đây thì nó là một cái quạt. Quạt này là quạt làm mát động cơ nhá. Hay là gọi là quạt két nước của con lắp trên xe Daewoo Lalot. Nhìn này. Chứ mỗi dòng xe thì nó sẽ có một sự bố trí khác nhau. Đấy nhá, các bạn nhìn những dòng dưới con Lalot này là cái quạt này. Đấy, cả cái khung này nhìn nó thiết kế rất là độc, mà chỉ một mình một kiểu, nó không giống loại nào cả. Để mình sẽ đưa rõ cho các bạn xem. Đây, quạt này. Quạt này đầy đủ tem mác này. Nhà sản xuất người ta khuyến cáo này. Khi mà quạt mà đang quay thì không được đưa tay vào nhé. Made in Korea này. Quạt này là đa số là quạt cánh hút này. Đấy, bởi vì là khi lắp trên xe ấy, lắp trên xe thì là bao giờ cũng phải úp vào cái gió này, cái luồng gió này nó làm nó hút cái gió mát. Đấy, hút cái gió mát của két nước này để thổi vào cái động cơ để nó đồng thời làm mát động cơ, và nó hút cái gió đấy là làm mát luôn cái phần két nước ở đằng trước này. Mình vừa giới thiệu xong cho anh em và các bạn cái quạt két nước, hay là gọi là quạt làm mát động cơ lắp trên con xe Daewoo Lalot. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Nếu như các bạn mà có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ qua số điện thoại 0769086333. Tư vấn lắp đặt tại gara BMT, địa chỉ số 1 ngõ 319 Tam Sinh, Hà Nội. Số điện thoại là 0856727222.